Thưa quý vị và các bạn, Nhạt rông là biểu tượng đặc trưng truyền thống của thôn làng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, là linh hồn, sức sống của cộng đồng làng và là nơi giao thoa tâm linh, gửi gắm niềm tin của con người với thần linh. Theo thời gian, giá trị thiêng liêng đó vẫn vẹn nguyên trong tư duy, tiềm thức của người dân, các dân tộc thiểu số qua bao thế hệ. Mặc cho thăng trầm của cuộc sống, những mái nhà rông vẫn đứng vững hiên ngang, thể hiện sức mạnh của cộng đồng làng mà người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vẫn đang giữ gìn và tiếp nối. Nhà rông được ví như một tác phẩm văn hóa lớn của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ở đó, tổng hợp bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thiểu số như điêu khắc, hội họa, trang trí và cả nghề thủ công truyền thống. Đây là nơi chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong tư duy và hiện thực đời sống sinh hoạt của cộng đồng thôn làng. Tại tỉnh Kon Tum, theo phong tục, nhà rông là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần thiêng liêng của mỗi dân tộc thiểu số, đồng thời còn là nơi tổ chức những cuộc họp liên quan đến vận mệnh của cả cộng đồng làng, nơi tổ chức các lễ hội sinh hoạt truyền thống và là nơi trao gửi tâm tình của lứa đôi. Do đó, nhà rông vừa chứa đựng ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng, vừa gần gũi, gắn bó với tất cả mọi người trong cộng đồng làng. Ngày xưa, mỗi làng đều có nhà rông. Lúc đó, rừng vẫn còn nhiều. Bà con cùng nhau tham gia góp công sức để làm nhà rông. Đây là nơi bà con hội họp, sinh hoạt, tổ chức lễ hội nên rất quan trọng. Hư hỏng thì chúng tôi phải thống nhất, đoàn kết, góp công sức để tu sửa lại. Đối với người Kinh, mối quan hệ cộng đồng làng, xã thường gắn với cây đa, bến nước, sân đình. Thì đối với người dân tộc thiểu số, nhà rông, cổng chiêng với con người là mối quan hệ không thể tách rời. Đồng thời khẳng định sức mạnh của làng, lãnh đạo của làng và cả sự giàu có của cộng đồng làng. Nhà rông cũng chính là điểm nhấn của không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên với hình ảnh bếp lửa bập bùng, rượu cần, âm thanh của những vòng xoang tạo nên bản sắc văn hóa truyền thống dưới mái nhà rông. Đối với góc độ của người dân tộc là có một cái nhà rông đó là rất là có ý nghĩa. Tự vì là dân tộc thiểu số bản làng thì phải có một cái nhà rông để sinh hoạt hội họp. Nếu mà nhà rông ở trong thôn mà không có một cái nhà rông thì nó không phải là địa bàn của người địa phương, của người dân tộc. Nhà rông thường được dựng ở vị trí trung tâm của làng hoặc nơi cao nhất tùy theo quan điểm của từng dân tộc. Những nhà sàn sẽ dựng xung quanh hướng về nhà rông. Vật liệu để làm nhà rông chủ yếu lấy từ rừng như cỏ tranh, tre, gỗ, mây, lổ ô và được làm bằng phương pháp thủ công. Với mỗi dân tộc, nhà rông được xây dựng với hình dáng khác nhau, cao, thấp, to, nhỏ, mềm mại, cong vút, nhưng đều toát lên sự uy nghi, uy vũ. Tuy nhiên, trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhà rông tại Kon Tum đã có sự thay đổi theo thời gian. Hồi xưa thì nhà rông bằng gỗ, thì tranh tre thì như thế. Nhưng mà bây giờ vì cái điều kiện khó khăn của nói chung của thành phố cũng nói riêng của thôn này, thì với cái góc độ mà nhà nước họ quan tâm đổ bê tông thành cái trụ gỗ, thì cái đó là một cái điều kiện đối với ở thôn. Dù có gỗ hoặc là cái trụ bê tông cũng là một nhà rông, trụ bê tông thì nó vĩnh viễn hơn, nhà rông thì nó khang trang hơn. Đã từng có khoảng thời gian nhà rông bị mai một, bê tông hóa, trở nên khô khan, mất đi vẻ uy nghi vốn có. Tuy nhiên, với ý thức mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, nhưng vẫn phù hợp với cuộc sống đương đại, bà con dân tộc thiểu số đã cùng với chính quyền địa phương xây dựng mới, tu sửa, phục dựng lại nhà rông. Đồng thời, cố gắng giữ lại nét đặc trưng nhất có thể nhằm đáp ứng đời sống tinh thần, cũng như bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của nhà rông Tây Nguyên.
Bây giờ, tìm cố gắng giữ lại nhà rông truyền thống làm bằng mái tranh, vách phên. Thôn trưởng và bà con họp bàn bạc thống nhất, cố gắng làm theo bản sắc dân tộc. Dù trụ thay thế bằng bê tông, sơn giả gỗ thì cũng rất là đẹp. Nói chung là chủ trương xây dựng nhà rông mới này, bà con rất là phấn khởi, là nơi để bà con tập trung lại hội họp chung của làng. Để cho đảm bảo cho nhân dân thôn có nơi hội họp, sinh hoạt và phục vụ các cái lễ hội của bà con nhân dân trong thôn, thì phường cũng đã làm theo cái thiết kế có những người cũng lấy ý tưởng của những người lớn tuổi ở trong làng. Thì hiện nay thì do khó khăn là gỗ không có, cho nên là phường cũng đã thiết kế bằng hình thức là bê tông giả gỗ, vận động nhân dân là đi cắt tranh và lợp tranh, và bên cạnh đó thì cũng làm tre, cũng vận động nhân dân là kiếm tre nứa để về làm cái vách để giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Theo phong tục, trước khi bắt đầu xây dựng nhà rông, già làng sẽ thông báo cho tất cả mọi người trong làng biết trước một năm để chuẩn bị vật liệu. Sau khi chọn ngày lành, bà con trong làng sẽ tập trung lại để già làng phân công công việc cho từng hộ dân như đan lát, dựng trụ, đục đẽo, lập tranh. Ngày nay, tại một số địa phương, bà con dân tộc thiểu số vẫn giữ được phong tục đó. Tuy nhiên, tại một số thôn làng ở thành phố Kon Tum, một số công việc đã giảm bớt đi do cuộc sống có nhiều sự thay đổi. Thay vào đó, bà con góp tiền, góp của và góp công để công việc được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Hồi xưa người ta làm nhà rông, nhà ông nhà làng kêu rồi đánh rông rồi mọi người họ đi ra họ làm chung làm. Nhưng bây giờ người ta thay vì việc đó người ta đóng tiền, một hộ chẳng hạn 200 ngàn, 300 ngàn. Thời xưa thì tranh cũng phải đi cắt từng hộ, mà bây giờ chắc có linh cùng người ta cùng tổ chức một nhóm tập thể để cắt tiền. Tại vì sao? Thời nay là tranh nó hiếm có lắm, có chỗ không, người ta coi chỗ nào nó tranh nhiều nhất, tập trung quân 30-40 người để cắt ngày 2 ngày cho nó xong. Nói chung là chủ trương đưa ra làm nhà rông mới là dân làng có bằng một là rất phấn khởi. Ngày nay, nhà rông không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh với các phong tục lễ hội truyền thống của bà con dân tộc thiểu số, mà còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động khác như chào cờ đầu tuần, mừng công, báo công, họp thôn, phát động các phong trào thi đua. Do đó, việc bảo tồn không gian sinh hoạt nhà rông luôn được cộng đồng làng ý thức, giữ gìn và phát huy. Nhà rông rất quan trọng, là khởi điểm, khởi đầu để hình thành nên làng. Do đó, tất cả bà con, ai cũng vậy, phải giữ gìn nhà rông. Sau này nhà rông hư, chúng tôi phải cùng nhau đoàn kết sửa lại. Chúng tôi cũng nhắc nhở tất cả con cháu, anh em, bà con, họ hàng phải giữ gìn nhà rông của làng, bởi nhà rông là nơi tập trung của dân làng. Những lúc vui, lúc buồn đều là ở nhà rông. Chúng tôi đã quen với truyền thống đó rồi. Các cấp các ngành địa phương sẽ nâng cao hơn nữa trong công tác tuyên truyền, bảo tồn văn hóa truyền thống, giữ gìn các loại hình văn hóa liên quan đến nhà rông, và đặc biệt hạn chế việc bê tông hóa, nghiên cứu và đưa ra nhiều phương án để làm sao có những vật liệu thay thế, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế xã hội. Thông qua đó, cộng đồng các dân tộc thiểu số sẽ có không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống đúng nghĩa để sinh hoạt những loại hình văn hóa của mình, từ đó góp phần tạo nhiều sản phẩm du lịch độc đáo mang đặc trưng riêng của tỉnh. Nhà rông là cái gốc, là linh hồn của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Vì thế, nếu mất đi nhà rông truyền thống, chính là mất đi văn hóa của một cộng đồng làng dân tộc thiểu số. Thật may mắn, dù trải qua hàng trăm năm với bao biến cố lịch sử, nhà rông của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum vẫn được giữ gìn, bảo tồn, kế thừa và phát huy theo hướng tích cực, trở thành biểu tượng và sự kiêu hãnh của người dân tộc thiểu số ở Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung.